Muốn cho tất cả chúng sinh chứng quả Bồ Đề Nhiếp thọ chúng sinh sanh đến nước này Đó là những lời trong tịnh tâm Quý vị phải giúp những chúng sinh này Sinh qua thế giới cực lạc Tại sao? Vì Bồ Đề là nơi thường lạc rốt ráo Mãi mãi an vui Mãi mãi không chịu khổ não Chỉ có thế giới cực lạc Đây là tịnh tông nói về tâm Bồ Đề Nếu không đưa tất cả chúng sinh Đến nơi cứu cánh thường lạc Tức là trái với tông chỉ Bồ Đề Nếu quý vị không có tâm giáo hóa chúng sinh được an vui tuyệt đối Là quý vị đã làm trái với bồ đề tâm của mình an vui tuyệt đối đó nhờ vào đâu để có phải nương vào đại nghĩa môn đây là một công việc không dễ thực hiện làm sao để có được an lạc tuyệt đối nó không có mặt trong thế gian này thế gian này trong các kinh điển Phật Thích Ca Mâu Ni đã cho chúng ta biết Đây là thế giới đầy rẫy những đau khổ Ba loại khổ Đó chính là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ tam giới đều khổ Không có được niềm an lạc đích thực Vậy thì an lạc thật sự nằm ở đâu? Ở thế giới cực lạc Muốn có niềm an lạc thật sự Phải tìm đến Phật A di đà Vì thế trong này đề cập Nương vào đâu để có an lạc mãi mãi Phải nương vào Đại Nghĩa Môn Đại Nghĩa Môn là quốc độ an lạc của Phật Di Đà người trung quốc nói về nghĩa ý của chữ nghĩa này là hợp tình hợp lý hợp pháp nó không mang nghĩa thông thường là đại nghĩa mà phải đầy đủ tình lý pháp đây chính là việc khuyên chúng sinh nên tu tịnh độ giới thiệu thế giới cực lạc cho tất cả mọi người đó chính là đại nghĩa đầu tiên là khiến cho chúng sinh nhận thức được thế giới cực lạc khi hiểu rõ thế giới cực lạc Họ sẽ sinh tâm hoan hỷ Họ sẽ tin tưởng chắc chắn Muốn về đó Lúc đó bạn mới dạy cho họ phương pháp Cơ bản nhất Là tụng đọc kinh sách Tụng đọc bằng cách nào? chuyên đọc tụng một bộ kinh không được lan man cũng đừng tham lam đọc nhiều vì sao vì đọc tụng nhiều thứ thì tâm của bạn sẽ không chuyên nhất cứ bộ kinh vô lượng thọ ngày nào cũng tụng đọc xong lần một đến lần thứ hai lần hai xong đến lần thứ ba người xưa nói đọc sách nghìn lần tự thấy nghĩa lý của nó nếu đọc được nghìn lần thì chắc chắn niềm tin của bạn không thể thay đổi bạn sẽ nhất tâm nhất ý cầu sinh tịnh độ bạn không còn suy nghĩ đến những việc khác nữa chỉ với tâm niệm kiên quyết này thì khi bạn vừa phát tâm phật a di đà liền biết ngay Quả báo Giống như Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói Hiện tiền hay tương lai Nhất định sẽ thấy Phật Quý vị sẽ thấy Phật A-di-đà Sẽ thấy thế giới cực lạc Liệu có thể không tin sao? Vào thời Đông Tấn Đại sư Huệ Viễn Là tổ sư thứ nhất trong tịnh độ Qua những ghi chép về Ngài Chúng ta thấy được Ngài đã ba lần thấy thế giới cực lạc Thế nhưng Ngài chưa hề nói với ai về những chuyện đó Khi vãng sinh Ngài lại thấy Lúc này Ngài mới cho mọi người biết Và nói Ngài sẽ đi Nhân đó Nói cho mọi người biết Chuyện Ngài đã ba lần thấy thế giới cực lạc rồi Bây giờ thế giới cực lạc lại hiện ra nữa Phật A-di-đà đang đến tiếp dẫn tôi Trong hội tu tịnh độ Cũng rất nhiều người vãng sinh trước Ngài Rất nhiều người đi cùng Phật A-di-đà đến đón Ngài Những người đồng tu hỏi Ngài Hình dáng của thế giới cực lạc ra sao Ngài đáp Hoàn toàn giống những gì đã được mô tả Trong Kinh Phu Lượng Thọ Vậy có điều gì không thật đâu Việc Đại sư Huệ Viễn vãng sinh là một chứng cứ cho tất cả chúng ta thấy. Đây là một sự vãng sinh có thật, không phải vãng sinh mơ hồ. Ba lần trước và lần cuối cùng khi mất đều được coi là thấy Phật trong hiện tiền. Sau khi vãng sinh là tương lai sẽ thấy Phật hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật.